Cháu ơi, ăn gì ủng hộ bà đi nè. Con hết tiền rồi bà ơi. Thôi cháu ăn bánh đi, hôm sau có tiền trả bà. Cháu cảm ơn bà. Sao, hôm nay cháu ăn gì? Cháu muốn ăn kẹo mà hôm nay mẹ quên cho tiền cháu. Đây, cháu ăn đi, gặp mẹ thì bà tính tiền sau. Dạ. Sau này không đi học. Ôi da, con đau bụng quá mẹ ơi. Ăn gì lung tung đúng không? Dạ đâu có. Cái gì đây? Kẹo này của ai? Dạ, của bà Sáu đầu hẻm. Cô Út đi đâu mà giận vậy nè? Kẹo này của bà Sáu đúng không? Mà Con tôi ăn đau bụng rồi kìa. ê, chưa tha tiền cho tôi nữa đó nghe. Còn lâu mới trả. Đúng là làm ơn mất quán mà. Kẹo nào mà có vấn đề tôi ăn cho xem.